Tôi muốn ăn như thế nào? Miễn là nó... Nó đúng ấy thì thôi. Úi, cái thang này đâu có rẻ đâu, thấy không? Mình thấy không? Nè, 23.600 nha. Mà tính ra là mấy cái hột của bình tí xuống kia nó rẻ lắm. Cái này đi. Ừ. Con có được lựa cho cả tuần. Con có thể đổi các món snack khác nhau. À, một tuần con có thể ăn đây loại này nữa nè. Cứ snack là con sẽ được ăn một giờ snack thì con chọn các loại khác nhau tùy con thích. Miễn là 6 ngày đúng không? À bây giờ thứ mấy? Thứ ba nè. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thứ ba, thứ tư. Không, không tính hôm nay. Hôm nay làm gì có snack đâu. Snack time 4 ngày. 3 4 5 6. Đây là hai món. Hai món thôi à? Không, không ăn cái này à? Ăn cái đó rồi. Con mua thêm cho mẹ hai thanh đi. Con mẹ tôi con. Mua thêm cho mẹ hai thanh đi. Mẹ. Ba thanh đi để mẹ ăn để mẹ cân tập thể dục. Mẹ hả? Uống sữa. Con uống sữa thì chọn loại sữa nào mà nó ổn nhất. Con coi đi thành phần dinh dưỡng. Mày nghĩ cái balance này được nè. Thôi con. Thì con lựa đi, đọc cái thành phần có thể ổn được. Sữa bột, sữa, nước sữa bột, rồi chất lượng từ mầm đúng mà. Nó không có tỷ lệ à? Đường, cacao, siro, các khoáng chất, các vitamin B3, B6, B2. Chất béo không đó à? Thấy các gì ngủ. Vậy? Chất tạo màu tổng hợp. Không ổn. Thấy cacao không? Thì có cacao. Năng lượng, chất béo. Chất béo loại gì á? Không ghi loại gì luôn. Chất béo thôi. Để canxi, chất phô, chất sắt. Vitamin thì nhiều như mẹ chả biết chất béo là loại gì. Tuy con thôi. Thấy cái này. Tuy bỏ vô đây. Snack thì có hai thứ đó thôi hả? Snack con có muốn uống một sữa và một cái món vặt không? Tại vì đợt này mẹ thích học cũng ăn. Hỗn hợp bio vita này có thích không? Dạ không. Đây này, đây nè. Nè. Nó cũng vào hợp nè. Đây nè. Nè. Ừ. Chả biết ngon không nhỉ? Thôi không mua đâu. Sao vậy? Giá tiền nó nhiều đúng không? Vâng, cái này không thích. Hạt mít hả? Snack trong biển. Trong biển cũng được. Không, nhưng mà con phải coi giá thành nó vừa hợp lý là được. Cái nào con thích ăn, mẹ thích ăn thêm về thiên nhiên nên nè. Cái đó chuối sấy này cũng được nè con này. Chuối sấy này ăn giòn ngon lắm. Thôi nào lấy cái gì lựa đi. Của ta mà. Của ta mà. Đó. Không, bên đó của nó, bên này của con. Đâu không biết đâu. Cái nào bên đó của nó mà. Của nó của con giống nhau mà. Những cái màu đỏ của con. Màu đỏ đó của con đớt ra hả? Của nó mà. Bên đó của nó mà. Cái này ăn bơ nha cô. Ăn cả cái hộp luôn hả? Cái này có nhiều cô. Bao nhiêu gói? Còn tính ra mình có tới 3 lần đi bơi lận. Đi bơi là sau bơi phải bổ sung thêm dinh dưỡng. Nó ghi tên tới người ta biết. Thôi chắc ta muốn ăn cái bánh đó. Được, cứ mở hết ra. Để xem có mấy gói. Bên ngoài nó ghi kìa. 8 gói. Vậy là một lần đi bơi là được mang 1 đến 2 gói. Đi khi nào đi bơi con sẽ mang này. 2 gói. Khẩu phần đi bơi là mang 2 gói nha. Nhiều quá cô. 4 gói, 8 gói. 8 gói thì con sẽ dư 2 gói ăn lúc nào thì ăn, nhưng mà đi bơi thì cứ mỗi ngày đi bơi sẽ được ăn 2 gói nha. Rồi, để nó ra đây để tí nữa ghi vào cái phần của ngày mai là nó sẽ có sau buổi chiều đúng không? Chỉ có bao nhiêu? Chia cái này làm đôi thì sẽ ghi ra là con nhiều chứ. Con là hai chú này nữa. Ủa, này của con nhiều lắm mà con. Con đâu biết. Coi bịch kia đi, con lấy lộn không? Cái này của con. Còn cái bịch bên kia nữa, còn một bịch nào nữa. Bịch này, dỡ ra. Bịch này nữa, dỡ ra. Có cái bịch kia nữa mà con. Con thử, con muốn thử. Đâu, sô-cô-la em này, em là của con đâu. Của con đây nè. Sô-cô-la, à, rồi, lấy cái kia nữa. Này của ai, của con? Của con nè, cái kia nữa kìa. Cái đó có cái gì? Này của Đức Anh quá, ăn cái này của con nè. Của con mà, đâu của con á.
Đó của con. Rồi con nào của con nữa? Con nào đi qua hai cái này rồi. Ừ. Thầy có nói mà. Ủa sao mình lấy snack 6 ngày mà đi? Tôi mẹ còn có cho con snack buổi chiều nữa mà. Con không biết nữa. À không, buổi chiều là mẹ cho uống cái này. Uống cái này bổ sung, hiểu rồi. Ok, sau bơi là còn phải uống cái này nữa nha. Đức Anh. Vậy Đức Anh mang hai kia là hai cái này là Đức Anh sẽ cho xuống một cái, còn cái lại là uống kia nha. Cái này Đức Anh cũng mua một cái nè. Ừ, ta nhớ tao có mấy hộp sữa đâu. Ê khoái, hình như tao mua cái này mà mày. Ừ, mày mua cái này. Nó giống nhau khác gì nhau? Không, cái này là màu khác đúng không? Ok, rồi. Này khu... okay. Nó có tính hơn cái vị. Rồi, snack lần 1 nè. Bây giờ tính snack lần 1 trước nha. 6 ngày này con phân lịch ra đây cho mẹ đi xuống. Rồi ghi vào snack lần 1 trước, rồi snack lần 2 là uống, và ngày mai thì con mang theo bánh này cộng với cái nước dinh dưỡng. Nước dinh dưỡng bổ sung sau vận động á. Của con á, của con là nước khác của Su nha. Mẹ có uống một cái. Con kể cái đó ra làm đôi, còn thức ăn á con để. Được rồi con ghi đó, được rồi phần thức ăn chính con để xuống dưới cũng được nha. Để thôi mẹ con là cái này mai. Mai con ăn hai cái này đúng không? Rồi đây là thứ ba. Rồi con ghi hai cái này vào. Là snack lần 1 ăn này, còn nước lấy này đúng không? Mai Đức Anh ăn cái nào? Snack lần 1 lần Đức Anh ăn cái nào? Còn cái này. Ok, thanh năng lượng này. Yeah. Rồi, còn buổi chiều. Con này. Rồi, đặt đây. Là lúc mà vừa học xong. Yeah. Được chưa? Rồi, còn một cái đi bơi. Một cái năng lượng để đi bơi là cái kia không? Cái này là con một cái xu một cái, được chưa? Yeah. Không. Cái kia, cái chai mà. Đúng rồi. Cái sữa ấy á. Sữa đây nè, mà của con là cái nào? Đây. Con, một cái loại tăng canxi á. Con thử chọn cái này với tăng canxi. Ba ngày đi bơi mình uống cái thêm cái này đúng không? Rồi. Đó, ghi vào đây đi đã. Chừa chỗ để ghi thức ăn chính của hai buổi sáng buổi trưa nữa nha, với buổi chiều nữa nha. Dạ rồi mẹ. Rồi. Thế là mẹ. Lần 2 là 33 Namil rồi, và bơi nữa. Bơi thì sẽ có một potato strip. Không có được không hả? Thì Đức Anh nó sẽ cho con một cái. Ồ, cái chả. Anh thực ra thì con cũng ăn như vậy đó. Ghi thêm vào đây. Thì ghi vào nó ở đây đi. Còn cô đi bơi viết gì? Thì chữ bơi thôi. Swim thôi. Ờ, nè, ghi đây nè. Không đủ đâu. Ghi cho nhỏ nhỏ thôi. Thì rồi cộng vào đây đi. Cộng với lại đi bơi là sẽ một cái potato crisp với lại một cái jelly sữa. Thôi con ghi ra em đi. Bữa ăn cung cấp dinh dưỡng cân đối. Buổi trưa với buổi sáng gì? Chưa. Là cái này là sau khi bơi hoặc là giữa lúc bơi nè thấy mệt á. Dạ. Nước nữa, vì nước thì mức mình sẽ không ghi ở đây rồi. Thứ tư, soạn cho thứ tư đi. Cái này để ngày mai nhớ mang đúng nha. Ghi nó nhỏ thôi nè. Đây là thứ ba nè. Còn cái này để ngày mai. Còn mấy khác là để vào kia thì mai mình soạn. Mình cứ ghi sẵn là mình soạn. Rồi, con ăn cái gì? Kẻ ô hai ô giữa cho con. Ghi nhỏ nhỏ để cho ghi đủ. Thứ tư con. Con ghi một ô là snack với lại ăn chín nha con. Ừ. Con có thể ghi chú, nếu không đủ chỗ thì ghi xuống ô chín nha. Wednesday thì ăn gì đây? Chưa ghi bữa ăn chín á. Rồi. À, rồi con chọn snack của bữa ăn ấy đi. Snack lần 1 với lần 2 đi. Ủa sữa này tên gì? Được rồi, được rồi. Rồi. Một nữa, sữa. Ok, còn lại không có. Rồi, đi vào. Snack lần 1. Ừ, xịt xuống dưới xíu nữa. Ừ. Có cần ghi thứ 7 chủ nhật không? Ghi chứ. Ghi để tính toán hết. Nhưng mà ghi cái chữ nhìn thấy ghê vậy Đức Anh. Lần 1 là cái gì đây? Ngày hư hình là cái gì là cocoa biscuit with chocolate là được rồi, chứ không phải hello panda, tại mình loại bánh hiểu không. Ừ. Mình ghi thành phần năng lượng á, cocoa biscuit à. Ừ. Đọc sao ta, biscuits with chocolate là được rồi.
Rồi. Buổi sáng. Tuần 2. Thứ năm có bờ. Tuần 2. Có thứ năm bơi được. Ừ, vậy thì ăn thêm một cái một cái súp khác, có thứ hai ba cái lận mà. Cái fitness kia. Ơi, đó đó. Là súp luôn. Không không, nó tên khác mà. Ừ, mẹ. Để còn phải đánh giá năng lượng, còn mẹ. Phải đánh giá chất lượng nữa. Ừ. Thôi mẹ. Rồi. Rồi. Tiếp đây. Không. Phải có bữa ăn healthy rồi, bình thường. Ờ. À. Healthy đúng rồi. sữa à, cái ngày hôm đó là sữa này đi, tại vì ngày hôm đó là mình kiểu là nó là có môn có cyan với social sodi á, thì mình nên uống cái này là bổ não được rồi. Ok, nhưng mà con cái này chút nè. Không, cái ngày đó bổ não là buổi tối, để bổ não này buổi tối đi, phải có thêm một cái khác nữa. Sáng mắt đi. Này hai ngày liên tiếp giống nhau vậy. Nhưng mà sáng mắt con định ăn cái này. Ăn này thứ sáu. Cái nó đủ màu. Hả? Ăn này thứ sáu rồi. Không ăn ngày nào cũng được hết. Hay là cái này với cái này. Ừ. Sáng mắt đi. Rồi, đi vào. Sáng mắt chữa. Và tối uống cái này. Tối là mình thứ năm là tối mình có, thứ năm là tối mình sẽ có social study science với lại mát á, ba môn thì nó sẽ thứ mệt. Cái ngày thứ năm á. Thì tối đó là mình sẽ uống cái này. Đúng không? Ngày thứ năm mình sẽ uống cái này chứ. Thứ năm hay là thứ mấy thì mình sẽ học môn đó? Thứ tư. Lần một nè mẹ. Thứ ba là hôm nay thứ ba đúng không? Lần một là uống sữa trước hả mẹ? Ừ, hay okay. Sao? Hôm nay thứ hai. Lần một là uống sữa. Uống sữa sáng mắt. Con có uống sữa này không? Dạ có. Sữa sáng mắt á? Dạ. Không, đó là sữa bổ não. Ừ. Không có. Mà con không uống đậu nành nhiều, cho nên con chỉ uống một lần đậu nành đó là được rồi. Con không nên, nam không nên uống sữa đậu nành nhiều, nên con chỉ uống một cái đó thôi. Nè, non GMO là chứa đậu nành không công nghệ biến đổi gen. Con trai chỉ uống một sữa đậu nành thôi. Nhớ là uống thì phải nhớ đánh giá chất lượng. Được chưa? Để về mình còn nốt lại là bữa sau mình có nên uống cái đó tiếp không? Hiểu không? Nhá. Đánh giá chất lượng này buổi tối mình chốt lại. À, cái này là để uống buổi chiều nè. Rồi còn cái này là sẽ uống bổ sung buổi tối nè. Nè, ghi cái chữ não. Này nữa nha. Sự ghi tên như vậy nè. Soy with Geminis Dry nè. Cho nó đúng nè con. Nè, có uống cái này vào smart được không cô? Được, không. Cái đó là uống vào giờ bơi. Thứ năm có bơi á. Mẹ cái này là uống buổi tối, học buổi tối nhé. Cái này không ghi Thursday, ghi gì nữa rồi. Thursday thì bơi. Bơi là con uống cái nào? Bơi uống cái đó với cái này nè. Cái này là buổi tối lúc học căng thẳng nè. Có phải thứ năm là nó tối thứ năm? Ủa tối nào thì mình sẽ có sai ấn? Tối thứ tư chứ. Tối thứ nào có sai ấn là phải ôn hơn. Tối thứ tư. Tối thứ tư mới uống cái này. Tối thứ tư là uống bộ não. Bỏ vào tối thứ tư coi. Còn thứ năm thì bơi thì sẽ uống cái kia. Bộ não là uống tối thứ tư. Soy with ghi tên này nè, Germinate Dry. Bộ não uống tối thứ tư, tại vì thứ năm mình học science với lại toán với lại social studies. Thứ bảy bơi. Thứ bảy bơi. Đúng rồi, đâu? Đúng rồi. Cái đó là cái gì? Ghi cái đó. Nói mẹ. Kiểm soát cân nặng đúng không? Ghi chữ kiểm soát cân nặng đó nha. Rồi. Thứ tư đâu rồi? Thứ tư con ghi thêm vào đây rồi đúng không? Rồi, còn thứ năm bơi thì con uống cái nào cho bơi? Ghi rồi. Súp. Đây nè. Một. Đây đi. Cái này nha. Ừ. Sao con không có súp ta? Con nhớ là con có. Súp có đây nè. Rồi. Hình như mình thiếu một cái này á. Thiếu có thứ bảy nữa cơ. Ghi đi đã. Ừ, như con thiếu chủ nhật. Chủ nhật mình đâu có cái đó. À, chủ nhật mình đi Trump Arena. Ồ, vậy thôi. Lúc đó phải có mua thêm. Có mua thêm mang đi. Mang đi.
Có ghi súp gì đây? Formal care. Súp uống ghi chết bởi bữa có thể ghi formal care thôi. Còn thiếu một cái hộp sữa thứ bảy. Su cũng bị thiếu. Hộp sữa bơi đúng không? Cho nên là tới đó thì mình sẽ buổi tối thứ sáu mình sẽ đi mua. Ghi chú ở phần ghi chú đi. Ghi chú ở phần ghi chú là note á, là tối thứ sáu sẽ mua bổ sung thêm hộp sữa bơi cho thứ bảy và một cái hộp sữa dinh dưỡng cho chắc là súp á. Và một hộp sữa và lựa chọn một hộp sữa dinh dưỡng cho cái buổi đi, một hộp sữa dinh dưỡng và một nước bổ sung vi chất cho cái ngày đi đi Submarina. Thì cái nào mà nó ok tuần này thì mình lưu lại, còn tuần sau cái nào mình cảm thấy không ngon, không hợp lý lắm á, lúc mà uống mình xong mình cũng không cảm thấy người nó thoải mái lắm á, thì mình sẽ kiểu tối thứ bảy nhớ mua hả mẹ? Chiều chứ tối thứ sáu. Tối thứ sáu mình sẽ đi bộ thì lúc đó mình sẽ đi mua. À, hai ghi nó là chủ nhật đi mua đồ Arsenal. Hai sữa gì mẹ? Chủ nhật đi mua là phải mua sáng. Mua hai hộp lận hả? Kế hoạch luôn. Hả? Mua hai hộp luôn. Mua hai hộp cho chiều. Cho con với nó là mỗi đứa một hộp. Không, đứa nào đứa đó tự mua, nhưng mà mình lên đi hoặc mình ghi đi mua thôi. Mua cho thứ bảy và mua cho chủ nhật. Tại vì mình quên nãy mình chưa okay, mua. Ok, con xong rồi. Ok. Mình còn chưa mua snack cho thử trong buổi thứ bảy chủ nhật luôn á. Thứ bảy chủ nhật không? À mình có snack cho thứ bảy chủ nhật rồi. Ừ. Tiếp nào. Snack thứ năm rồi, giờ tới snack thứ sáu, lựa đi. À, ghi một bữa tiếng Việt, một bữa tiếng Thứ sáu là sao đâu? Kể. Cái hoạt động như là con chở này. Cái này đúng không? Trường con hoạt động. Ê, thứ sáu là trường con hoạt động nhiều hả? Dạ. Yeah. Ok. Con có cái này không? Dạ không. Con chọn một cái nhiều năng lượng cho thứ sáu. Cái này được không? Được. Nhưng mà cái đó khả năng mang lên trường thì sẽ các bạn sẽ xin nó sẽ không đủ lượng dinh dưỡng. Con lấy ăn con. Không ai mà lấy ăn. Thôi kệ nó. Chia cũng được không sao. Con còn phải chia này á, tụi nó xin nhiều cực. Tại vì cái này mình cũng không nên ăn nhiều quá, không tốt, ăn được vừa phải thôi, kệ nó. Coi bao nhiêu ghi cái đó vào đi, thứ sáu đi. Nó còn nhiều nữa. Đúng rồi, cuối tuần. Nhưng mà cũng không có chia quá nhiều người thì nó sẽ bị thiếu. Chia là phải có hợp tác, hiểu không? Mình chia nó chia mình. Nghe mẹ. Lần một là snack bánh quy hạt, sô cô la yến mạch. Snack yến mạch đi. Đúng rồi. Cái món này được này, cái này được. Con thích cái nào mua cái đó ăn cái đó. Mà con nghĩ là con nên ăn cái bên này. Tại cái kia nó không có bao nhiêu, không có đủ no đâu. Rồi lần hai. Xí dâu. Ok. Bị thiếu sân đây. Thiếu thứ mấy? Con ghi vào thiếu cái gì con ghi vào đó. Để bữa sau là lựa thì phải lựa cho đầy đủ tuần. Thiếu tất cả luôn. Thì con ghi vào thiếu toàn bộ snack và thức uống dinh dưỡng của ngày thứ bảy. Trái cây thì chưa kể, trái cây thì mình ăn thêm ở nhà rồi. Bây giờ xu thứ bảy nữa con. Còn lại là của mẹ. Em và em đúng không? À, thứ bảy. Con không mang này lên trường à? Đổi một ngày nào? Không, Bioenergy có thể để ở nhà cũng được. Hoặc là tùy con. Không, em mang em đúng không? Muốn mang thì bây giờ chọn một món để lại. Không, một cái Energy Bar luôn mà. Energy Bar là rất tốt cho sức khỏe. Cái này thì có thể chia cho bạn được. À, hay là lunch. Hay là lunch một ngày nào đó con sẽ ăn. No. Tức là con muốn được thêm một đấy nữa hả? Đâu vậy thì nhiều chi phí lắm. Ồ, peanut con. Thì bỏ lại một energy bar đi để cho mẹ nữa chứ. Mẹ phải có luyện tập để ăn nữa chứ. Đúng không? How about this? Cái này là của mẹ đúng rồi. Con chỉ còn hai cái này thôi là cho hai ngày cuối tuần. Ồ, vậy thôi. Ừ, cái đó của con. Cái này đúng không? Thì con sẽ thế vào cái chỗ nào ở đây? Cái thế vào thế này. Thế mấy? Cái đó là Tuesday. Hả? Không, cái đó là bổ sung vi chất, cái đó sau bơi. Cái này đúng không? Này đi. Oh shit, tiểu cường. Nhưng mấy cái kia con cũng có cái energy đúng không mẹ? Mấy cái này thì con có energy.
Ừ, mấy ngày trường có thế thì xóa cái đó đi, con để em vào ngày mai. Con cái chỗ này con không có, con xóa đi nghe chị em. Bé energy bar để lại nha. Hay để cho mẹ tập thể dục. Mẹ ăn. Cái này con add vào đâu cơ? Con add vào cái ngày nào có bơi. Nhưng mà mấy cái con bơi con add hết rồi cơ. Hả? Mấy cái con bơi con add hết rồi cơ. Đâu? Những cái nào? Add cái này với lại cái gì ta? Cái này. Vẫn thiếu một ngày nữa. 357 cơ mà. 357 thứ 7. Thứ 7 có bơi rồi đó thì chừa cái bơi thứ 7 lại. Còn cái đó không? Cái đó là để buổi tối thứ tư. Em chưa? Em. Ok. Rồi, tiếp. Thứ 7. Bỏ mấy người. Thứ 7 còn hai cái đó. Bơi này đi. Sáng cho có nhiều dinh dưỡng. Lần 1 đúng không em? Ừ. Buổi sáng. Có cần đánh nhà đánh dấu. Đánh dấu đó mà. Sáng nè. Nay muộn rồi con phải về nghỉ. Nhưng mà tối hôm qua con có làm việc nhà con tích. Con cứ tích đi. Đã làm rồi tích. Làm việc gì là tích ra. Tiểu Cường kìa con. Ôi. Kệ nó đi. Hồi im, hồi im. Đi ra này. Ồn quá. Ba. Thống kê là để vào đếm đếm đủ số ngày đi nhé, không lại để lộn xộn nên mất. Cô Tiểu Cường nó vô bàn thờ. Kệ nó đi. Rồi gì nữa mẹ? Rồi sữa. Promet, chuối. Có vẻ thiếu sữa chủ nhật đó. Đúng không? Cái chủ nhật tối mình sẽ đi mua, đúng không? Năng lượng tổng. Ghi nốt là thiếu sữa chủ nhật. Là gì? Hả? Natri là gì? Natri là một chất khoáng và một cái chất. Tí hồi anh tra đi. Chứ giờ hỏi cô Natri là gì tự tìm hiểu. Thiếu sữa thứ 7. Thiếu sữa chủ nhật, thiếu sữa sáng chủ nhật, thiếu sữa snack sáng chủ nhật và chiều chủ nhật. Còn đấy kia là sáng chủ nhật kìa con. Bỏ này vô rồi. Mang đi hai cái rồi đưa cho Su cái nữa nha, đi bơi. Ừ, cái đó là chủ nhật. Snack sáng chủ nhật. Thiếu sữa. Ừ, snack sáng chủ nhật này. Đây đây đây. Xong chưa? Ủa, còn cái váy nữa. Đâu? Đưa anh thống kê lại bỏ bịch đi khỏi nó lộn. Lần 1 là... Lần 1 là cái này. Chicken. Thao chi. Nhiều sữa quá. Cái này của Trung để ở nhà cô. Thực phẩm bổ sung. Con muốn sẵn được thôi, con mang về cũng được. Dạ. Lần 2 là... Mất rồi. Lần 2 thì đang thiếu nên để đó đã, mình mua bổ sung sau. Được chưa? Rồi. Nè, cái chỗ này là cuối tuần mình sẽ ghi loại nào tiếp tục sử dụng nữa. Đúng không? Còn có loại nào mà loại thì mình sẽ đánh dấu luôn, mỗi ngày ăn thì mình phải ghi lại nha. Ví dụ hôm nay nè, trong cái hôm nay mình sẽ ghi cái vụ hôm nay mình ăn đi vào trong cái Monday á. Cái này là của Su đúng không? Tí nữa Su cất đi nè. Đức Anh đếm lại thống kê coi đủ chưa? Rồi đây. Con bị thiếu cái này rồi. Con có sao thiếu được. Rồi. Đây nè. Nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ sử dụng nó để mà mỗi ngày của chúng ta sẽ tự điều khiển để chúng ta tốt lên đúng không? Cái này thì mai mình sẽ làm sau. Cái đó cái này lỡ làm rồi thì ấy mà Su chưa làm thì cái này mai cô hướng dẫn làm. Được chưa? Nhưng mà con ghi không có đầy đủ. Rồi. Cái hôm nay của thứ hai nè. Kế hoạch ngày hôm nay thì mình chưa ghi đâu nhé. À rồi, ngày hôm nay thì buổi sáng con lo gì và buổi chiều thì con biết ơn vì chuyện gì vào đây coi. Đặt lên bàn. Thì you're nothing. Tại vì hồi sáng nay đi có cái gì mới đâu mà lo. Ngày mai mới lo, ngày mai khá là nhiều bài mới đúng không? Mà đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà nếu có gì lo lắng thì phải ghi ra. Đây là của hôm nay nhé, của thứ hai. Ở đây là sao? Làm gì? Tối nay mua quá trời thứ. Mà không có biết ơn về điều gì hết hả? Phải ít nhất 3 điều mình biết ơn chứ. Ghi tiếng Việt đúng không? Ghi tiếng Việt đi rồi mai rảnh dịch lại bằng tiếng Anh sau. 3 điều.
tự ghi biết ơn ai, những ai. Không, không ghi chung chung như vậy. Về chuyện gì biết ơn ai, về chuyện gì cụ thể ra. Cái đó con chẳng qua là con cảm thấy nó một một cái gì đó mà con học được á, mà con cảm thấy nó rất là biết ơn vì điều đó thì ghi vào đó. Mai là vẫn ăn sáng bình thường chứ không phải là dùng cái snack để ăn sáng đâu nha Đức Anh. Bữa sau những cái này biết đi thì tự ghi, hiểu không? Bữa sau phải ghi cho thẳng hàng. À, ngày mai con sẽ cảm thấy ngày mai như thế nào khi hôm nay con có khá là nhiều những sự chuẩn bị cho cái kết quả ngày mai. Đây có cái câu là ngày mai sẽ rất là tuyệt vời bởi vì con nghĩ là ngày mai của con có những gì sẽ tuyệt vời. Thứ nhất là con đã chuẩn bị bài chưa? Chuẩn bị bài môn gì rồi? Bài science math. Đúng rồi. Bài social study thì đó không có sách, chưa có gì nên mình không có gì đáng lo đúng không? Thế là ngày mai sẽ rất là tuyệt vời bởi vì con đã chuẩn bị bài science và math. Hình như số chi chép cái bài tập về nhà sư sở sư. Ừ. Chép chưa? Chưa. Chưa thì sáng mai chép sớm. Nhưng mà cái đó bài con làm nên Su cần mượn vở bài con. Con chụp hình con đưa qua cho nó mượn là được. À, nhưng chưa. Mà hơi xấu hơn cơ. Thế thì tí nữa chép sau. Tại vì con đếm số thứ tự nên. Hay đợi tí, đợi tí, đợi tí. Preparing before class. Con đã chuẩn bị kỹ rồi mà đúng không? About cái gì ta? Animal gì và animal gì đó. For science and math. Math hôm nay mình học bài gì? Mai mình học bài gì vậy? Hôm nay học bài chia phân số. Chia phân số đúng không? And divide. Division of fraction. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang ghi chú này thì mình sẽ ghi chú vào đây này. Một số cái điều. Không. Cái đó ghi chú sang cho ngày mai. Ghi chú này không ấy. Sang dở sang tới cái phần của ngày mai nè. Mày ghi chưa? À, bên đây thì mình có ghi vào trong này cái chỗ đây. Ride bicycle không được, cho nên là lúc này mình sẽ chuyển thành là lúc nãy đi bộ đúng không? Yeah, walk. Working. To the. Mood là gì cơ? Từ từ. Walking to the supermarket. Mút thì hôm nay con đi buổi hôm nay thì ban ngày đi học ở trường con có cảm thấy gì đó vui hoặc buồn không? Yeah. Chuyện gì vui buồn không? Yeah. Su có gì không con? Không có gì luôn á hả? Yeah. Rồi vậy thì buổi tối nay có gì vui buồn không? Lúc bọn con tự học một mình ở nhà bọn con có cái mút gì không? Dạ, nghe nhạc. À, rồi ghi vào. À, nghe nhạc nó khá là thú vị đúng không? Được nghe nhạc theo sở thích nên khá là thú vị đúng không? Ngoài ra thì sau khi nghe nhạc thì lúc đi về tụi con hôm nay tụi con thấy rằng là tụi con chuẩn bị cái bữa ăn dinh dưỡng cho snack cả tuần thì con cảm thấy như thế nào? Thích không đã? Thứ nhất là có mới lạ không? Ban đầu cảm thấy là nó cũng chưa quen lắm đúng không? Con đó cũng là một mút. Nhưng mà sau đó thì tìm hiểu thì mình mới thấy rằng là sắp xếp bữa ăn dinh dưỡng để mà có cái gì nhỉ? Đây, bồi bổ vi dưỡng chất đúng không? Rồi cả cái gì nữa nè? Rồi là bộ não đúng không? Rồi sáng mắt, tức là mình phát hiện ra là gì? Các bữa ăn nếu mà mình chuẩn bị kỹ thì có thể sẽ đáp ứng được cái nhu cầu giàu dưỡng chất. Và ngoài ra thì còn có cả cái gì nữa nha? Cái chai của con á, tăng chiều cao, cái gì giảm kiểm soát trọng lượng cơ thể rồi đó. Con phát hiện ra được cái chuyện gì? Nhìn cái chữ. Con sẽ phát hiện ra là thực ra thì nếu mà về cái việc mình muốn tăng chiều cao hay mình muốn giảm béo hay là mình muốn ăn uống sao cho nó khỏe và nó đủ dưỡng chất đó, là nó đòi hỏi mình phải hiểu biết về khoa học và đồng thời đòi hỏi mình lúc mà mình lựa chọn đó, mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái mà thực sự là mình cần, đúng chưa? Ghi vào. Thì cái mút đó nó là gì? Có phải là một phát hiện mới không? Ngồi thẳng lên coi. Để có. Ghi vào.